Vâng, thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón 8 đội bóng sẽ tham dự vòng chung kết giải bóng đá Hải Phòng FC Cup 2023. Đầu tiên, xin mời đội bóng câu lạc bộ Chờ Đá Lai Châu. Chờ Đá vào đi. Bây giờ đọc lên đội nào đội thì đội đó vào nhá. Xin chào mừng câu lạc bộ Chờ Đá Lai Châu. We'll be right back.
dự trận đấu ngày hôm nay có cầu thủ của các đội bóng, có đại diện của nhà tài trợ. Về phía các đội bóng xin được trân trọng giới thiệu đại diện có ông Trịnh Quốc Tuấn, chủ tịch câu lạc bộ Trà Đá Lạch Tray. Ông Đặng Xuân Minh, chủ tịch đội bóng BVKFC. Ông Phạm Văn Duy, chủ tịch đội bóng Hot. Ông Lê Văn Sáng, chủ tịch An Dương FC. Ông Phan Văn Toàn, chủ tịch đội bóng Đất Cảng FC. Ông Đồng Văn Thu, chủ tịch FC Hoa Phượng. Ông Đỗ Quang Hưởng, chủ tịch Vĩnh Bảo FC. Ông Phạm Văn Dân, chủ tịch Tú Sơn FC. Vâng, và xin được trân trọng giới thiệu chiếc cúp của giải đấu năm nay sẽ được giới thiệu và đưa lên đây bởi giám đốc truyền thông của Hội Cổ động viên bóng đá Hải Phòng, ông Phạm Mạnh, và đại diện ban tổ chức ông Trần Đắc Thịnh. Xin mời chiếc cúp của giải đấu năm nay. Vui vẻ tuyệt vời nhé cả nhà nhé, là nhà mình kia. Và chúng ta xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ. Cất điện thoại đi. Xin mời quý vị khán giả cùng đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ. Cất cái điện thoại đi. Chuyên nghiệp quá. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ. Và điều đặc biệt nhất, tôi được xin chào đón các đội bóng và tham dự giải ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 14 của Hội Cổ động viên bóng đá Hải Phòng thuộc Hải Phòng FC.vn. Và tôi xin giới thiệu các đội bóng đã tham dự ngày hôm nay để về mới lễ sinh nhật ngày hôm nay. Thứ nhất, câu lạc bộ Trà Đá. Thứ hai là câu lạc bộ BVK. Thứ ba là câu lạc bộ Hot. Thứ tư là câu lạc bộ An Dương. Thứ năm là FC Hoa Phượng, thứ sáu là Vĩnh Bảo, thứ bảy là Tú Sơn, thứ tám là Đất Cảng. Cùng toàn thể anh em, cùng toàn thể các thành viên chủ tịch ban huấn luyện và các cầu thủ của đội bóng, thật vinh dự cho tôi khi được làm trưởng ban tổ chức giải. Không biết nói gì hơn, tôi xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn tất cả mọi người đã đến để tham dự giải của Hải Phòng FC tổ chức lần thứ 14 ngày hôm nay. Không biết nói gì hơn nữa thì tôi chỉ xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn câu lạc bộ Hải Phòng, cảm ơn ban tổ chức, các mạnh thường quân đã đến tham dự, và cảm ơn tổ truyền thông báo đài đã đến để chia vui và san sẻ những cái hội ngày hội của cuộc báo đài với cộng đồng. Thật là cảm động, tôi không có lần đầu tiên coi như là phải nói bo như thế này mà không biết nói gì cả. Xin trân trọng cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Vâng, và bây giờ để chào mừng cho lễ khai mạc ngày hôm nay thì xin mời chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các bạn thành viên đến từ vũ đoàn Phoenix. Xin mời. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Thank you.
luôn cả la đi tặng hoa anh cái nào. Mọi người ơi, đời pháo thì chúng ta không được ném ở trong sân nhá. Mọi người nhớ đi ra phía ngoài nhá. Tất cả anh em chúng ta đốt pháo, sau đó mang pháo ra ngoài nhá, đừng vứt pháo xuống sân. Chúng ta không vứt pháo xuống cỏ nhá, bỏ pháo ra ngoài sân. Để đảm bảo mặt sân cỏ, chúng ta cho pháo ra ngoài sân cỏ. Nó tập trung bỏ côn ra đi. Phải gọi cái dây ban tổ chức rồi. Anh em ban tổ chức đâu? Tháo tháo đây ạ. Đi vào đâu cầm mấy ghế nào. Bây giờ mình thu vào cất đi đấy. Cháu giao cho. Thank you.
bình tĩnh. Đã bản quay bên kia với bên này nó la lá nhau. Tay gì vào đấy? Ôi. Nói rồi. Ôi. Đấy, nó chậm tay được. Quái nói như lên. Một tổ này người Tuấn chân trái cứ treo vào đôi. Rồi, ta bảo tôi nghe tay.
quay vào, anh em quay vào. Hô lên. Anh em ơi, hô lên, mọi người chạy thôi. Chạy đâu? Giờ nó giải đu đâu em ơi? Tân ơi đừng, vốn nó rộng quá, sân này vốn nó rộng bé hơn ở dưới thôi. Ơi trọng tài ơi, bắt trận đây, đang kiểu đây bắt trận trọng tài. Dạ Tuấn kìa, Tuấn kìa. Anh Minh Châu đây. Quay mặt chạy xa ra mà đi nào, chạy xa ra mà đi nào. Quay lên, sát luôn. Sát luôn.
nó chói đấy, mình tận dụng nhiều cơ hội là ngon đấy. Quăng nắng làm sao đá được rồi. Quay đi. Đúng khi vừa phải chạy mấy chỗ này. Cắt đây như Châu ơi. Đặt hộ bóng luôn anh em cổ động viên ơi. Quay đi. Nó phóng dài thôi mà. Yên tâm, trọng tài bắt tốt, yên tâm. Bà này chút thẳng vào con đi. Dính vớt trên nước rồi, Dính nhé. Vớt trên nước. Tiếp tục. Không nói, trọng tài ok. Cao lên. Quay vào, không lên đâu. Chứ phải đá vui thôi. Quay bên này. Phạt.
Anh Tuyến đã thấp rồi, Khánh đã cao cao lên trên mạng trên này này. Khánh tỉnh thoảng leo biên cho Khánh nhá. Rồi anh Tuyến anh ấy đã thấp quá rồi, em đã thấp rồi, chết người. Rửa một người lên đi. Rồi, xe nó về chứ. Của An Dương đá thắng cái vị luôn đấy. Bye.
Ôi giời ơi. Không điểm rơi cả. Tính được rồi. Di chuyển. Quảng trống bị đặt chưa ơi? Không. Chú ơi. Dưới kìa. Ở đây hô trống hô lên. Đâu rồi, hai thằng kia. Đừng đâu đâu, điểm rơi nhỉ. Vài phát bóng nó, anh ơi. Anh ơi, chạy lên vài bước em. Mọi người khắp cái chân. Xuống đi, có bỏ anh cứ chuẩn ra. Hoạt động bất thừa đấy. Đi mẹ chơi cản thì cô chó mặt ra mà vui điếu. Tốt em ơi, tốt.
Trật tự đi với nghiệp ông. Sao không kìa, dưới kìa. Ơ Phú ơi. Sao đây? Sao? Đá đây, đá đây. Bao nhiêu phút nữa chúng mày nghe? Chúng ta mình có cả gõ này. 80 phút nhỉ? 30 phút nữa. Ui giời ơi. Thế nào đây? Hát rồi. Đá vào chân. Nhảy vũ. Chạm mới mình kêu tí. Em ơi, anh ơi,
Cánh ơi, Cánh ơi.